Nếu anh chị đã quá nhàm chán với những phiên bản hấp lót classic fusion với kiểu dáng cổ điển thì hôm nay em sẽ giới thiệu tới anh chị một sự kiện khác của nhà hấp lót, hấp lót Paris ở Big Bang. Nếu anh chị đam mê đồng hồ thì chắc chắn sẽ từng thấy qua phiên bản này. Hấp lót Paris ở Big Bang, xanh blue, cực kỳ đẹp và trẻ trung. Với mặc số size 39 thì cả nam cả nữ lên tay đều đẹp. Phần vành kim cương được đính zin hãng. Chiếc này với kiểu dáng thùng diện sẽ ôm trọn lấy cổ tay. Phiên bản này cực kỳ được săn đón ở bên em. May mắn hôm nay bên em về một chiếc. Một set 2021. Chiếc đồng hồ này bên em may mắn có được từ một vị khách đã giao lưu cùng bên em đổ lên Rolex nên để lại với mức giá cực kỳ tốt. Em đang giao lưu chiếc này với mức giá chỉ 225 triệu. Nếu anh chị nào thiện chí thì hãy liên hệ bên em.